đây, một giáo xứ xa xôi kia, không phải giáo xứ này đâu nhé. Thì một lần kia thì có một bà cụ đến tham dự thánh lễ, thì thấy vậy thì người bà tiếp tân cũng đã tiếp bà, bà nói vậy bà muốn ngồi ở đâu trong thánh lễ, và bà cụ nói rằng con muốn ngồi ở trên. Thế vậy thì người tiếp tân nói thôi bà cụ đừng ngồi trên, cha già buồn lắm, buồn ngủ lắm. Thế vậy bà cụ nói ông biết tôi là ai không, tôi là mẹ của cha đây. Thế vậy thì người tiếp tân này cũng rất là xấu hổ, cứ nói ồ vậy mà có biết con là ai không, bà cụ nói không. Vậy ông nói trả lời vậy tạ ơn Chúa. Cũng mày không biết ông là ai chứ nó cũng biết là mẹ của cha xứ. Hôm nay cho chúng ta thấy rằng chúng ta là ai. Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta biết hành trình của chúng ta. Và cái câu hỏi đó là chúng ta là ai? Cái câu hỏi đó cho chúng ta biết rằng đời sống của chúng ta, để chúng ta nhìn lại con đường của chúng ta và nhất là con đường tương lai của chúng ta. Chúng ta là ai? Và nhìn nhận con người chúng ta là ai? Vì chúng ta cần nhìn lại cuộc sống của chúng ta có phải đang đi con đường mà Thiên Chúa đang hướng dẫn chúng ta hay không? Nhiều khi chúng ta chưa biết mình đâu. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết mình là ai, nhưng hẳn chúng ta nhiều khi chúng ta quên. Và mùa trái thắng này là giáo hội cho chúng ta 40 ngày để chúng ta suy niệm tình yêu của Thiên Chúa. Và nhất là trong bài đọc 1 cho chúng ta thấy Thiên Chúa qua đoạn hồng thủy, và Thiên Chúa đã hứa rằng luôn luôn yêu thương chúng ta, và Ngài đã ban cầu mầu để hứa chúng ta rằng Ngài sẽ luôn ở với chúng ta và sẽ không trừng phạt chúng ta nữa. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta được cứu bởi con thuyền Noel. Và chúng ta cũng vậy, trong mùa trái thắng này chúng ta được cứu vì giáo ngót Chúa Kitô sẽ đổ ra cho chúng ta. Và điều thứ hai cho chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc để mà chịu cám dỗ. Và tại sao vậy? Những khi chúng ta nghe bản phúc âm, chúng ta suy nghĩ tại sao lại làm như vậy, tại sao Chúa Thánh Thần lại đẩy Chúa Giêsu vào hoang sa mạc để mà chịu cám dỗ. Điều này cho chúng ta thấy rằng chỉ có qua sự cám dỗ đó, qua sự Chúa Giêsu sẵn sàng sẽ đối diện với sự cám dỗ đó là ma quỷ, và chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chiến thắng các ma quỷ mà thôi. Và chúng ta thấy thời nay ma quỷ cám dỗ rất là nhiều, mỗi ngày từng ngày cám dỗ nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, con với cũng bảo chị em thôi, chắc chắn chúng ta nhận ra như vậy. Và cám dỗ nhiều khi chúng ta không nghĩ rằng nó sợ hãi hay là ghê gớm cho bằng cũng như là đi giết người hay gì, nhưng mà rất là nhiều lúc cám dỗ rất là đẹp, nó làm cho chúng ta rất là nhỏ nhoi, nhưng mà qua đó từ từ dần dần nó làm cho chúng ta tội, chúng ta trở thành thói quen, và qua đó nhiều khi chúng ta không biết cái đó là tội. Ngày nay đó rất là sợ, nhiều đức sao hoàng nhất là Pio 12 cũng đã nhắc nhở cho, hồi xưa cũng nhắc nhở rằng cái tội sợ hãi nhất đó là mình không biết mình đang có tội, và không biết rằng không đáp nhiều lần cũng đã từ chối là có sự cám dỗ của ma quỷ nữa. Nhưng chúng ta phải nhìn lại con người của chúng ta, những sự cám dỗ đó chúng ta cần phải dùng lời Chúa, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần, chúng ta cần phải có sự cầu nguyện như Chúa Giêsu đã cầu nguyện, và Chúa Giêsu cũng đã chính lời Chúa cũng đã phán cho chúng ta. Và Chúa Giêsu cũng đã chiến thắng ma quỷ cám dỗ cũng vậy. Nhiều khi chúng ta trong cuộc sống chúng ta bị cám dỗ, thay vì đi nhà thờ chúng ta làm overtime để chúng ta được có tiền lương cao hơn. Nhưng lời Chúa hôm nay đã cho chúng ta, nhất là câu phúc âm trước, câu trước phúc âm, anh em sống không phải nguyên mắn mà thôi, nhưng là bởi lời tin Chúa phán ra. Thế rằng chúng ta nhiều cám dỗ, chúng ta biết phán đoán anh chị em, người này xấu, người này tốt, tại sao người này ăn mặc như vậy, tại sao mặc bê bối, tại sao người này tội lỗi như vậy. Nhưng Chúa Giêsu nhiều lần nhắc nhở chúng ta chỉ có Thiên Chúa phán xét chúng ta mà thôi, vậy chúng ta đừng phán xét anh em. Và nhiều khi chúng ta biết rằng trong gia đình nhiều khi chúng ta cám dỗ bị cãi nhau nói nhiều lắm, nhiều khi chúng ta cãi mà không yên, mà không chịu thua, cho nên chúng ta cãi qua cãi lại mà không bao giờ xong được. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn lại trong đời sống của Chúa Giêsu Kitô, khi Ngài bị đưa ra trước Herode thì Ngài vẫn âm thầm, cho dù bị vu khống, cho dù bị kết án, cho dù bị chết,
Ngài cũng đã dâng cho Chúa. Và trong gia đình, trong mùa chay ngày hôm nay, chúng ta phải tìm cách nào đó chúng ta nhận ra những cái sự yếu đuối của chúng ta, những khuyết điểm của chúng ta, để chúng ta xin Chúa như Chúa Giêsu vào sa mạc để mà cầu nguyện. Và qua đó chúng ta cần trước hết cả sau thánh dỗ, chúng ta cần Chúa Thánh Thần để thánh hóa chúng ta. Chúng ta cần Chúa Giêsu để Ngài thêm sức cho chúng ta. Và chúng ta cần sự cầu nguyện để chúng ta nhìn lại con người của chúng ta là con người tội lỗi. Chính vì thế chúng ta cần có sự thay đổi. Một lần kia, một người vua đang đi qua những thành phố và ông thấy người một ăn mày rất là mặc đồ bẩn thỉu. Thế vậy ông sẵn sàng nhà vua đưa vào hoàng cung để coi những cái sự phú quý. Và thế vậy thì người ăn mày này thấy không xứng đáng, cho nên nói rằng tôi không xứng đáng bước vào hoàng cung vì bao nhiêu cái sự lộng lẫy đẹp đẽ vậy. Thế vậy nhà vua cũng sẵn sàng đưa cho ông một bộ áo mới và ông đã mặc. Và ông đã được đi tham quan các cung đình của nhà vua. Và sau đó ông về vài tuần sau, nhà vua lại đi qua thành phố, lại thấy người ăn mày này không mặc áo mới của mình và tiếp tục mặc áo rách rưới và bẩn thỉu. Thế vậy nhà vua hỏi rằng tại sao anh lại tiếp tục mặc điều này? Vì tôi biết rằng tại vì tôi không biết làm gì cả ngoài sự ăn mày. Cho dù tôi có bộ áo mới nhưng tôi không biết làm điều gì khác. Anh chị em thân mến, nhiều khi mùa chay thánh Chúa mà gọi mỗi người chúng ta thay đổi áo mới, không chỉ về ngoài mà thôi, nhưng cả về trong chúng ta, về trí óc của chúng ta và tâm hồn chúng ta nữa. Chúng ta dễ dàng thay đổi bề ngoài áo mới, nhưng tâm hồn chúng ta có thay đổi hay không? Và điều đó cần thời gian. Chính vì thế cần 40 ngày để chúng ta giữ gìn con mắt, giữ gìn con tim, giữ gìn tư tưởng của chúng ta, để chúng ta hướng về Chúa hơn. Tôi xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong mùa chay thánh này, 40 ngày này, chính Chúa Giêsu, nếu Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ thì chắc chắn mỗi người chúng ta cũng sẽ bị cám dỗ. Nhưng chúng ta liệu chúng ta biết cầu nguyện? Hai, chúng ta cậy nhờ Thiên Chúa, Chúa Giêsu. Và thứ ba, chúng ta xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho mỗi người chúng ta để chúng ta chiến đấu. Đừng ai chiến đấu một mình. Nhiều khi chúng ta được thua lắm, chúng ta dễ thua. Vì sao? Vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta mạnh sức, chúng ta tự mình chiến thắng được. Nhưng không đâu. Nhưng chúng ta cần Chúa Thánh Thần hướng dẫn và giúp đỡ người chúng ta. So for the young brothers and sisters today, Jesus is led by the Holy Spirit into the desert to be tempted. Why is that? Sometimes we listen to the gospel, we have some question. Because why? Because the Holy Spirit leads them into the... Because He knows that each one of us will be tempted in our life, sometimes every day. Sometimes we tempted because of pride. Sometimes we tempted because of the lust of the flesh. Sometimes we tempted by the richness of the world. But God said, all you need is the Word of God. And today, Jesus defeated the devil, defeated the tempter, who is the Father of all lives. So therefore, we must go to Jesus Christ to ask Him for help. Do not battle temptation by yourself. Do not, because we can never win. Because the devil knows what is best for himself to know how to win the battle. So therefore, we continue to ask the Holy Spirit to help us, to especially to strengthen us, to have the power of God. Because without us, because the devil who is Satan, is an angel himself. He was an angel, but then fallen because of his pride. And so today we ask God to be humble and always in front of God, in front of our brothers and sisters, in our family as well, to continue to put trust in God. And those 40 days will go really fast, but we really to look for ourselves, what we need to change, so that we continue to become disciples of Jesus Christ and together go into the desert, not by ourselves, but with the Lord Jesus Christ. So with the help of Jesus Christ, we can overcome all temptation of the world, especially temptation that we are struggling with today, struggle with today and the rest of our lives as well.
vì Chúa ngàn năm vẫn luôn dư đầy phúc ơn. Chúa con ơi, xót thương cùng cho con lương thân trong tay Ngài. Nguyện xin ơn Ngài nâng đỡ vì con yêu đuối trong buồn nhớ. Thân con quá thương đau, dựng con vươn lên cao, vươn tìm về con nguồn ơn cứu rồi. Đời con xin Ngài đổi mới, dẫn đưa về vì hồn con u tối. Dựng con qua gian nan, những muôn phiền ngập tràn, bước cùng Ngài trên lối đi bình an. Con chưa thấy ai, kính nhớ mẹ mang
trời, xin Chúa che chở bao lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức nữ đồng trinh hiện linh sáng lang. Lạy rất thanh trai tim Đức Chúa Giêsu, gương soi chúng con. Lạy trai tim được thanh cực tình cho thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Cứu Xe là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Các thánh tự đạo nước Việt Nam, cầu cho chúng con.